sự cố chấp trong tình yêu. Người Mỹ Phục yêu là Thủy không, không phải là con. Sau này Mỹ Phục chắc chắn là vợ của con. Cô ấy là mẹ của Linh Linh. Sao con có thể khoanh tay đứng nhìn cô ấy sống chung với người đàn ông khác? Cô ấy thuộc về con. Mỹ Phục không thuộc về con. Mỹ Phục thuộc về bản thân nó. Mỹ Phục, em có thể nào cho anh một cơ hội nữa không? Lần này anh xin hứa sẽ trân trọng em, thương yêu em. Tuấn Sinh, em thấy không có em ở cạnh, anh cũng có thể sống tốt mà. Người mà mẹ yêu nhất là A Thủy Sư, Linh Linh. Lẽ nào con mong muốn ba và mẹ ở riêng sao? Cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu. Ở cái nhà này, tôi không sánh bằng một người xa lạ. Tuấn Sinh, ba, chị còn đem đồ ăn tới cho A Thủy Sư hả? Chị chẳng qua chỉ muốn nấu chút đồ ăn đem tới cho A Thủy Sư, chẳng lẽ vậy cũng không được à? Đương nhiên là không được rồi. Chị tưởng là tôi không biết sao? Mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo phim Mùa Hoa Mẫu Đơn 11:35 các ngày trong tuần trên TTV. Lee Bang Yoon tìm cách phá vỡ hôn ước giữa Hong In Bang và giáp tộc. Liên thủ với giáp tộc Hê Đông chắc chắn là thực hiện được. Vậy nên chúng tôi sẽ không thay đổi ý định, không liên hiệp với gia tộc công tử. Tiểu sinh xin nói lại một lần nữa, tiểu thư hãy thành thân với tôi. Nếu tôi có cách để từ chối Hong In Bang, khiến cho việc để thân coi như chưa hề xảy ra, tiểu thư sẽ đồng ý thành thân với tôi chứ? Và cũng có nghĩa là chấp nhận việc liên hiệp. Hong In Bang đã xử trí như thế nào? Là công tử nhà Lee Sung Ki. Không lẽ chúng ta đã bị tên Lee Bang Un đó chơi xỏ sao? Là tên Jong Do Seon. Nếu hôn sự thành công, giáp tộc Hê Đông sẽ ủng hộ tướng quân Lee Sung Ki đúng không? Hãy tìm gấp một đệ nhất thiết khách đến đây cho ta. Ngài đang muốn trừ khử ai? Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Rồng Tranh Bá, phát sóng 17:30 hàng ngày trên kênh TTV. Nỗi đau tận cùng. Mẹ của cô vừa mới qua đời. Sự trở về đồng nghĩa với việc trả thù. Nếm thử mùi vị của đau khổ. Từng người. Đàn ông ai cũng vậy hết. Em thả lòng chút đi. Cả thế giới này sẽ biết. Ông ngủ với PD. Một mối tình ngang trái. Xin lỗi. Chuyện của hai chúng ta sẽ không có khả năng đâu. Ni, Ni, buông ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi bộ phim Chiếc Lá Cuốn Bay, phát sóng vào 20:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh TTV, bắt đầu từ ngày 22 tháng 2. Quân cờ sinh tử. Được, vậy chú cần gì? Nói đi. Trước khi ép ông ta vào con đường chết, phải để cho ông ta trải qua cảm giác đau khổ này mới được. Bây giờ thì danh dự hay là mạng của con gái mình, anh cứ việc lựa chọn đi. Lôi, theo anh à? Có chuyện gì vậy? Tụi mày đứng im. Đứng im. Đón xem Vòng Tròn Tội Lỗi 21:35 từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần trên TTV.